cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4 tháng 6 gọi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là tội phạm bị kết án, là người sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho nước Mỹ nếu ông đắc cử thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa. Hàng tin Reuters cho biết, đây cũng là lần tấn công gay gắt nhất của ông Biden đối với vấn đề pháp lý của ông Trump. Tổng thống Biden trước đó từng bình luận về việc bồi thẩm đoàn tòa hình sự Manhattan kết tội ông Trump, nhưng không trực tiếp công kích cựu tổng thống mà chỉ nói rằng không ai đứng trên luật pháp. Chiến dịch tranh cử đang chứng kiến những điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ. Lần đầu tiên, một cựu tổng thống và cũng là người phạm tội đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội đang tìm cách chạy đua vào Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong sự kiện gây quỹ tại bang Connecticut hôm 3 tháng 6, Điều gây tổn hại nghiêm trọng hơn nữa là những cuộc công kích toàn diện của Donald Trump nhằm vào hệ thống tư pháp của Mỹ. Tổng thống Biden nói thêm về đề cập những tuyên bố của ông Trump cho rằng phiên tòa ở New York bị gian xếp, gian lận và đáng hổ thẹn. Dù bị kết tội, nhưng ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố sẽ kháng cáo. Chúng tôi sẽ kháng án cho bị bậm này. Một điều rất đáng buồn đang xảy ra ở đất nước chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến. Chúng tôi sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông nói. Phán quyết mà ông Trump cam kết sẽ kháng cáo đã khiến bầu không khí trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay trở nên nóng hơn. Năng lực đóng tàu mạnh mẽ của Trung Quốc đang gây áp lực lên các quốc gia châu Á khác trong việc tăng cường năng lực hải quân của họ. Theo South China Morning Post, các nước châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tăng cường năng lực hải quân để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trung Quốc hiện đang vận hành hai tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông. Nước này mới đây đã tiến hành chạy thử nghiệm trên biển tàu sân bay thứ ba, Phúc Kiến. Con tàu do Trung Quốc tự đóng này có độ chắn nước hơn 80.000 tấn, lớn hơn những chiếc do Ấn Độ hoặc Nhật Bản đang vận hành. Ngoài ra, tàu Phúc Kiến còn được trang bị hệ thống phóng điện tử, có thể triển khai máy bay chiến đấu thường xuyên hơn. Đến cuối năm 2035, Trung Quốc đặt mục tiêu có 6 tàu sân bay, trở thành lực lượng hải quân biển xanh lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Quốc gia hiện có hạm đội tàu sân bay gồm 11 chiếc cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ, Uday Bhaskar cho biết năng lực đóng tàu mạnh mẽ của Trung Quốc đang gây áp lực lên các quốc gia châu Á trong việc xây dựng sức mạnh hải quân. Ông Bhaskar nói, Trung Quốc đang khiến một số quốc gia châu Á lo lắng, trong đó có Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tháng trước cho biết, Ấn Độ sẽ sớm bắt đầu đóng tàu sân bay thứ ba. Các nhà phân tích cho rằng, tàu sân bay thứ ba là cần thiết để hải quân Ấn Độ có thể sánh ngang với năng lực của Trung Quốc. Nhật Bản vào tháng 4 cũng công bố các bản nâng cấp cho tàu sân bay đầu tiên Kaga, được đưa vào sử dụng vào năm 2017 với tư cách là tàu sân bay trực thăng. Tàu hiện đã được nâng cấp để mang theo máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning II của Lockheed Martin. Theo kế hoạch, Kaga sẽ trải qua đợt nâng cấp thứ hai đối với thân tàu vào năm 2026, 2027 để tăng khả năng hỗ trợ vận chuyển các máy bay chiến đấu cánh cố định. Tàu chị em Izumo của Kaga được đưa vào hoạt động năm 2015 cũng sẽ được nâng cấp sửa đổi để có thể chở máy bay chiến đấu cánh cố định nếu cần. Quá trình nâng cấp dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Sau khi nâng cấp, cả Izumo và Kaga đều có thể chở 12 máy bay chiến đấu và 16 máy bay trực thăng. Hàn Quốc cũng đã công bố kế hoạch chế tạo tàu sân bay đầu tiên vận hành các máy bay phản lực F-35B với khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng trong kế hoạch quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, Kế hoạch này đã bị trì hoãn và dự án tàu sân bay không được đưa vào bản dự thảo quốc phòng trung hạn 2024 đến 2028. Mặc dù vậy, dự án vẫn được đề cập đến như một kế hoạch tương lai dựa trên những nghiên cứu đang diễn ra, dự kiến có kết quả vào đầu năm sau. Ông Alexander Hinn, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học New South Wales ở Sydney, Australia nhận định, bất chấp những tiến bộ trong hệ thống phòng thủ chống hạm và phòng không, tàu sân bay vẫn là một trong những biểu tượng đương đại lớn nhất của sức mạnh quân sự và khả năng thể hiện sức mạnh đó, ông Walter Latwick, giảng viên quan hệ quốc tế cấp cao tại King College, London cho biết. Giá trị mang tính biểu tượng của tàu sân bay có thể củng cố ảnh hưởng khu vực và toàn cầu của một quốc gia. Ông nói, nếu các quốc gia cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng, sẽ có sự mở rộng mạnh mẽ các chương trình mua tàu ngầm trên khắp châu Á. Tuy nhiên, theo ông Latwick, việc theo đuổi tàu sân bay dường như được thúc đẩy nhiều hơn bởi mong muốn về uy tín và sự gắn kết với vị thế cường quốc, hơn là lợi ích quân sự thuần túy. Theo ông, Mỹ là cường quốc hải quân hàng đầu thế giới và những nỗ lực của Trung Quốc nhằm cạnh tranh với Mỹ phản ánh mong muốn được coi là ngang hàng trên trường toàn cầu, nâng cao vị thế quốc tế của họ. Khi được hỏi về vấn đề liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 3 tháng 6 khẳng định Trung Quốc chưa bao giờ thêm dầu vào lửa nhằm gia tăng căng thẳng. Theo hãng tin Reuters, bà Mao cho biết Trung Quốc vô cùng coi trọng quan hệ với Ukraine, đồng thời vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Kiev. Bên cạnh đó, phát ngôn viên Mao Ninh nhấn mạnh quan điểm cởi mở và minh bạch của Trung Quốc đối với Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine sắp tới. Bà Mao nói thêm, chúng tôi mong rằng Trung Quốc sẽ nhận được sự thấu hiểu và hỗ trợ của tất cả các bên. Động thái trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nỗ lực ngăn cản các nước tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Cụ thể, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên bên lề đối thoại Shangri-La 2024 ở Singapore rằng Trung Quốc đang nỗ lực ngăn cản các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Ông Zelensky cho rằng Trung Quốc là công cụ của Nga, đồng thời cáo buộc Nga sử dụng ảnh hưởng và các quan chức ngoại giao Trung Quốc làm mọi điều để phá hoại hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Theo Tổng thống Zelensky, hơn 100 quốc gia và tổ chức đã đăng ký dự hội nghị và kêu gọi các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham dự. Ông bày tỏ thất vọng khi một số lãnh đạo quốc tế không đăng ký tham gia sự kiện. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hội nghị cần được cả Nga lẫn Ukraine công nhận, có sự tham gia bình đẳng của mọi bên và thảo luận công bằng về tất cả kế hoạch hòa bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, nếu không, hội nghị khó có thể đóng vai trò thực chất trong khu vực hòa bình, đồng thời cho biết Trung Quốc khó tham dự do công tác tổ chức hội nghị vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu của Trung Quốc và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về xung đột Ukraine dự kiến diễn ra ngày 15, 16 tháng 6 tại Lushen, thụy sĩ. Ukraine muốn thông qua hội nghị gây áp lực lên Nga và thúc đẩy hòa bình theo sáng kiến của nước này. Giới chức nga gọi hội nghị này là sự kiện vô nghĩa. Trong khi đó, hội nghị có nguy cơ bị lu mờ nếu tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất không thể tham dự do vướng lịch trình vận động tranh cử. Chưa có dấu hiệu cho thấy ông Biden sẽ dự sự kiện. Theo hãng tin Reuters, ngày mùng 2 tháng 6, Đài truyền hình quốc gia trung ương Trung Quốc, CCTV tuyên bố ít nhất hai người trên một tàu Philippines đã cầm súng lên bong tàu và chĩa vũ khí thẳng về phía một tàu hải cảnh Trung Quốc. CCTV khẳng định khu vực diễn ra vụ việc nằm gần bãi cỏ mây trên Biển Đông, song không nêu rõ thời điểm. Cáo buộc của CCTV được đăng kèm đoạn video dài 29 giây cho thấy một người đeo mặt nạ đột nhiên cầm một vật màu đen bị làm mờ, có hình dáng giống một khẩu súng trường. Đến nay, phía Philippines chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc này. Nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bãi cỏ mây nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 1.000 km. Cả Manila và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền với bãi cỏ mây. Theo phán quyết của Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông năm 2016, bãi cỏ mây nằm trên thềm lục địa Philippines. Trong nhiều tháng qua, Philippines và Trung Quốc liên tục đụng độ nhau trên Biển Đông với bãi cỏ mây và bãi cạn Scarborough là tâm điểm tranh chấp. Phát biểu tại lễ khai mạc đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31 tháng 5, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tố cáo các hành động bất hợp pháp, chèn ép và gây hấn ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, ông Marcos nói Philippines cùng các quốc gia Đông Nam Á khác có tầm nhìn cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Biển Đông. Nhưng điều này đang bị hủy hoại bởi nhiều chủ thể khác. Ông Marcos không nhắc đến Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Marcos nói, Thật không may, tầm nhìn này cho đến nay vẫn là một thực tế xa vời. Nhiều hành động bất hợp pháp, chèn ép và gây hấn vẫn tiếp tục vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi. Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 25 tháng 3 cho biết trong một tuyên bố rằng việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động thường lệ của Philippines trong khu vực là không thể chấp nhận được. Nội dung thông báo còn nhấn mạnh, Manila đã triệu tập đại biện ngoại giao Trung Quốc và sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc. Bộ Ngoại giao Philippines trước đó đã cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng vòi rồng chống lại một tàu dân sự tiếp tế cho tàu chiến bị mắc cạn hôm 23 tháng 3 tại khu vực gần bãi cỏ mây, khiến tàu này bị hư hại và khiến ba người bị thương. Thời báo Hoàn Cầu tường thuật hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp có kiểm soát một cách hợp pháp vào ngày 5 tháng 3 đối với một tàu Philippines xâm nhập trái phép vùng biển gần nhân ái tiêu, cách Bắc Kinh gọi bãi cỏ mây. Thông báo triệu tập trên được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Ginbert Teodoro đề nghị Trung Quốc giải quyết tranh chấp chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Ông Teodoro nói: Nếu Trung Quốc không ngại tuyên bố chủ quyền của mình với thế giới, thì tại sao chúng ta không phân xử theo luật pháp quốc tế? Hàn Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự liên triều được ký kết năm 2018 sau khi Bình Nhưỡng thả gần 1.000 quả bóng bay chứa rác thải qua biên giới như tàn thuốc, phân bón sang nước này để đáp trả việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn sang Triều Tiên. Seoul cũng đã đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên triều hồi năm ngoái sau khi Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám vào quỹ đạo. Phía Bình Nhưỡng sau đó cũng tuyên bố hoàn toàn không còn tôn trọng thỏa thuận này. Song Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, NSC gần đây cho biết, sẽ đề nghị chính phủ đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận này cho đến khi sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên được khôi phục. Tại cuộc họp của NSC, ông Kim Ta Hyo, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia khẳng định những hành động gia tăng căng thẳng gần đây của Triều Tiên đe dọa và gây hoang mang cho công dân Hàn Quốc, đồng thời ảnh hưởng đến nhuệ khí của quân đội. NSC cho hay, thỏa thuận này thực tế không còn hiệu lực do Triều Tiên đã tuyên bố từ bỏ. Việc tôn trọng thỏa thuận đang gây ra những vấn đề lớn đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội chúng tôi. Đặc biệt trong bối cảnh loạt hành động gia tăng căng thẳng gần đây của Triều Tiên gây ra mối đe dọa thực sự cho người dân của chúng tôi. Sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích từ Hàn Quốc, Triều Tiên đã thông báo ngừng thả bóng bay qua biên giới, song cảnh báo có thể thực hiện thêm nhiều lần nếu cần thiết. Theo NSC, việc đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự liên triều sẽ cho phép quân đội nước này tổ chức huấn luyện ở các khu vực gần biên giới cũng như phản ứng đầy đủ, lập tức đối với những hành động gia tăng căng thẳng của Triều Tiên. Quyết định này cần được thông qua tại cuộc họp nội các trước khi có hiệu lực. Các cơ quan chức năng tại Seoul đã lên án hành động Triều Tiên thả gần 1.000 quả bóng bay mang theo rác thải sang lãnh thổ Hàn Quốc là hạ cấp. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cảnh báo chính phủ nước này sẽ thực hiện các biện pháp đối phó nếu Bình Nhưỡng không chấm dứt những gia tăng căng thẳng phi lý như vậy. Đáp lại, phía Bình Nhưỡng gọi việc thả bóng bay là món quà chân thành nhằm trả đũa những quả bóng bay mang theo tài liệu tuyên truyền chống nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được thả vào Triều Tiên. Nhiều năm qua, Triều Tiên đã rất phẫn nộ về chuyện những quả bóng bay mang theo tài liệu chống Bình Nhưỡng do các nhà hoạt động Hàn Quốc thả sang. Đôi khi, họ cũng gửi kèm tiền mặt, gạo hoặc USB lưu trữ các series phim truyền hình Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik nhận xét việc Triều Tiên thả bóng bay mang rác thải là hành động nhỏ nhen, hạ cấp, khó có thể tưởng tượng nổi. Trong cuộc gặp trọng tâm giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng, an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống Ukraine đã đặt ra câu hỏi về nỗ lực của Kiev trong việc tìm kiếm sự ủng hộ ở khu vực. Sự tham dự bất ngờ của ông Zelensky tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á đã khiến các cuộc thảo luận tập trung sang xung đột Nga-Ukraine. Ông dường như muốn chứng minh một cách mạnh mẽ rằng các vấn đề an ninh ở châu Âu và châu Á cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tướng Đức, ông Kastenbrewer bình luận, tôi nghĩ việc ông Zelensky có mặt ở đây là điều hết sức quan trọng đây là diễn đàn để ông ấy thực sự nói cho mọi người biết tình hình đang căng thẳng như thế nào và cuộc xung đột đang gây ra hậu quả gì đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ không chỉ ở khu vực đó không chỉ ở ukraine và châu âu mà còn trên thế giới trên thực tế mối liên hệ giữa các vấn đề an ninh á âu không phải lần đầu được nhắc đến song dường như phải đến khi ông zelensky xuất hiện ở singapore mới thu hút được sự chú ý về mối liên hệ giữa cuộc xung đột ở châu âu với châu á thái bình dương một vấn đề được hầu hết các đại biểu quan tâm là mối quan hệ của Trung Quốc với Nga và liệu phái đoàn Trung Quốc có gặp ông Zelensky khi ông ở Singapore hay không. Tổng thống Ukraine đã đi rất xa để đến dự hội nghị, ngay cả khi các cuộc tấn công trên tiền tuyến đang bước vào những giai đoạn quan trọng. Tuy nhiên, sau đó, ông Zelensky đã tiết lộ rằng ông không gặp được bất kỳ quan chức Trung Quốc nào ở Singapore trong bài phát biểu nhằm thu hút sự ủng hộ cho tầm nhìn của ông về các điều kiện cần thiết để chấm dứt xung đột đặc biệt là từ các nước châu á ông zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo tập trung tại diễn đàn an ninh hàng năm tại singapore hãy đích thân tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình do ukraine hậu thuẫn sắp tới tuy nhiên khi sự tham gia của các nhân vật chính không được đảm bảo chưa rõ những nỗ lực của ukraine sẽ đem lại kết quả như thế nào việc ông zelensky xuất hiện tại diễn đàn an ninh châu á tạo bất ngờ một phần vì các chủ đề tại diễn đàn thường được nhắc đến là các vấn đề khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cạnh tranh Mỹ-Trung, bán đảo Triều Tiên, Biển Đông, Đài Loan-Trung Quốc. Chỉ mới trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại diễn đàn đã tái khẳng định Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia của Mỹ. Đây mới chỉ là lần thứ hai ông Zelensky xuất hiện tại châu Á từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, đều là những cuộc gặp không báo trước. Năm 2022, ông cũng đã có bài phát biểu trực tuyến tại Shangri-La mặc áo phông xám với hình minh họa có màu xanh và vàng của cờ Ukraine. Trở lại thời điểm ông Zelensky đến Singapore lần này, màn xuất hiện được cho là phần nào làm lu mờ chương trình nghị sự, bên cạnh đó lấy mất diễn đàn của Trung Quốc. Ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của đối thoại Shangri-La, thường là thời điểm Trung Quốc đưa ra lời cuối cùng tại phiên họp toàn thể sớm. Điều này tạo cơ hội cho các đại biểu Trung Quốc phản ứng với Mỹ. Tuy nhiên, được chào đón nồng nhiệt cũng không thể giúp Tổng thống Ukraine có được sự cam kết của các nhà lãnh đạo châu Á trong việc tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Ngoài ra, ông Zelensky cũng được cho là bất ngờ đặt chân đến Philippines để trực tiếp mời tổng thống Marcos đến hội nghị ở Thụy Sĩ sau khi được cho là bỏ lỡ đại diện của Philippines tại Sanrila. Trong một tuyên bố sau đó, ông Zelensky hàm ý rằng phía Philippines đã nhận lời, song Manila chưa chính thức lên tiếng về thông tin này. Theo các chuyên gia Trung Quốc trả lời trên Global Times, thúc dục hòa bình và thúc đẩy đối thoại là cách khả thi nhất để giải quyết các xung đột thay vì làm trầm trọng thêm tình hình và tham gia vào. Bên cạnh đó, các nước châu Á cần tránh bẫy đối đầu nguy hiểm trong khu vực. Chuyên gia Trung Quốc nói, cuộc đối thoại shangri nên là một hội nghị nơi Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tìm kiếm sự đồng thuận để tránh các cuộc xung đột trong khu vực.